Các bạn thân mến, vào một ngày đẹp trời thì tự nhiên là Nguyên Khang rất là thèm ăn cháo. Mà đang suy nghĩ mãi là ăn cái món gì mà nó phải ngon ngon, nó nhiều món. Thì tự nhiên bạn bè giới thiệu với tiệm cháo Quảng của cầu Bỉnh. Đây sẽ là địa điểm mà hôm nay Khang sẽ khám phá. Chào mừng các bạn đã cùng đến với quán lạ thành quen. Tôi là Nguyên Khang sẽ cùng trải nghiệm cùng với các bạn. Nhưng mà Nguyên Khang nổi danh là cái ông khó tính, ông vô quán ông luôn luôn cũng hỏi này ông hỏi kia. Bây giờ mình vô tìm thử coi có đúng là Nguyên Khang khó tính không. Lời đồn là sai bét, tôi hiền khô. Vô coi thử nha. Yeah. To đùng. Ở đây cũng có hồ cá, bên đây cũng có hồ cá. Đây đây mọi người ơi, bây giờ vô đây tìm hiểu thử coi. Nghe bảo là tiệm này có nhiều món lắm. Thực đơn: cầu Bỉnh quán, cháo nhỏ, tôi nhỏ trẻ em 30.000, tôi thường 40.000, tôi đặc biệt 60.000. Tôi đặc biệt là có thêm tôm và trứng. Cháo tôm, cháo bạch tuộc, cháo trứng, cháo ngừ đại dương, cháo hàu sữa, cháo sò điệp, cháo hột kê, cháo bào ngư. Con gì bơi và nhảy nhót được là bỏ vô nồi hết nha. Các bạn ơi, có ba người đẹp ngồi đây. Giao lưu. Tụi em ơi, anh hỏi thăm tí xíu nha. Anh khách lạ tá túc qua đường cho anh ngồi hỏi thăm chứ. Trời ơi, thấy tụi em ăn ngon quá, ba tô luôn. Tụi em là nhà ở gần đây không? Dạ, nhà sao mà ở dưới Bình Dương. Em ở Bình Dương. Hai tụi em ở Bình Dương. Lý do gì sao tụi em ở xa vậy mà lên đây ăn cháo? Tại ngon, em ăn nhiều lần rồi. Ăn nhiều lần hả? Sao không ship về đó? Hả? Thích lên đây à? Chủ yếu lên đây ăn ngắm ông chủ vậy. Mà đã được chụp hình rồi. À, chụp hình với ông chủ ơi. Em ăn mấy lần rồi? Em ăn 4 lần. 4 lần hả? Còn em? Em mới lên lần đầu. Lần đầu là vậy là em giới thiệu mấy bạn này hả? Em là ở Sài Gòn chắc ăn nhiều hả? Em cũng mới ăn lần đầu. Lần đầu hả? Lý do vì sao mà em thường xuyên ghé đến quán này? Dạ thì cháo hay ngon, nói chung mình cũng thích lắm. Bạn bè em mà em chủ là em thì dẫn ai đi ai cũng thấy ngon. Vậy hả? Vậy là nhưng mà ý là có món cháo Quảng này ở dưới Bình Dương có bán không? Không hả? Có một tiệm đó chỉ bán giống giống thôi đúng không? Anh nghĩ là khu phố Người Hoa quận 5 cũng có những cái món cháo kiểu này đúng không? À hả? Vậy là em ăn ở đây thì thường món nào ngon nhất? Em ăn cháo Quảng đặc biệt. Đặc biệt là nhiều thứ hả? Là tôm rồi mực rồi hàu sữa này nọ hả? Ăn đó khỏe lắm nha. Hay nhiều bổ. Khỏe mà bổ nữa. Em mới lần đầu ăn đúng không? Em thấy sao? Em thấy vị cháo rất là vừa miệng, rất là ngon. Với lại mấy cái thứ đồ ăn đều tươi hết á. Em thấy nó ngon. Còn em? Cũng thấy ngon. Mà thấy hơn á, được gặp anh Phát. Hôm nay anh cũng nghe bảo là anh Phát anh có mặt ở quán cho nên mới tràn qua để quay hình. Em thấy cái mức chi phí vậy có đắt quá không? Dạ không, ok. Vừa đúng không? Vừa túi đúng không? Đấy, ba cô gái khen hết lời món cháo này. Nhưng mà nãy giờ tôi ra ngồi đợi vẫn chưa thấy ông chủ đâu hết. Để coi nè, cảm ơn tụi em nha. Bây giờ ngồi đây tôi ngồi đợi. Anh chủ ơi. Trời ơi, đây tôi có nhiều món cháo miệng tôi thích lắm nha mọi người. Có xương sáo thái, tuyết yến hạt chia, mũ trôm đường phèn. Ôi toàn đồ ngon không à. Trời chết rồi, tôi vừa mới ăn trưa. Giờ sao tôi nạp đi trời. Trong khi tôi đang giảm cân, cái không gian bài trí của quán này đặc biệt lắm nha. Mới bước vô là các bạn sẽ thấy một cái poster rất là lớn cái bộ phim Sông Lan do anh Liêm Biển Phát đóng với lại anh Isaac. Nha. Anh bước qua mình như một cơn gió, anh không hỏi mình ăn gì. Hello anh. Ủa Phát. Em Phát đây. Ủa sao em, sao em ra đây? Em phục vụ. Ủa nhà hàng này không có phục vụ đâu.
Đây, nhà hàng đây phục vụ đây, đó đầu bếp. Anh đó đầu bếp, em phục vụ. Ôi, nhà hàng gì tối giản dữ vậy hả? Đơn giản thôi, cấu trúc gọn nhẹ giống kiểu Nhật vậy đó anh. Hai thành viên thôi. Hai thành viên thôi. Người đầu bếp, người phục vụ. Tuyệt vời. Đi ghẹo em hả, anh đi ăn cháo. Anh đi mua vàng, anh đi mua vàng. Tiếp lên đây. Có liên quan quá vậy không? Anh mua vàng, cái xong cái bà chủ vàng mà anh ba giới thiệu với anh là bên đây có tiệm cháo ngon. Cái anh ghé, cái anh thấy cái hình của em chân, anh nói liên quan sát anh chế vô. Ê, vậy là bên này anh ta ăn cháo nha, ngon lắm nha. Đúng không? Quán em là quán gia đình thôi, kiểu gia đình thôi, nhỏ nhỏ nhưng mà ăn nấu khẩu vị kiểu người Hoa, hợp lý lắm đó. Để order rồi đó. Bây giờ làm có gì cũng có không? Ok. Cho anh một tô cháo cháo cá. Cái con đó đó, cái con đỏ đỏ bơi bơi đó. Mấy cái con đó em mà bắt nó nấu là hồng kia không chặt đâu. Ủa, con ruộng không đó hả? Cái này là ông này ông Tường, ông anh Hai là ông thích chơi cá thôi. Ông chân mấy cá này không có bán được. Không, mấy em anh nấu em coi có gì em anh ăn được thôi chứ mấy cá này mà không nấu được. Thôi bây giờ mấy con đó mất tiền đúng không? Mất tiền. Bây giờ lấy mấy con rẻ đây, nguyên một đội bóng này cho anh bỏ vô chiên xào ngay lập tức nha. Rẻ hoài, mấy cá này có cảnh nào ăn. Ủa, miễn nó bơi được là ăn được chứ có gì đâu. Chứ không phải trong cái tiệm hải sản đâu, anh vô anh lựa trong hồ đó. Cá cảnh, còn em ở đâu? Người ta bảo với anh là ở đây là ông Liên Bình Phát, ông chiều khách lắm. Mà bây giờ đến đây order cái gì cũng từ chối là sao vậy Phát? Không, có nghĩa là những cái gì của em á là em chiều, giống như là cái bảng này nè. Anh thích là em cho anh ăn về được ha. Tôi mang về tôi làm gì? Thì đó, cái đó của em. Còn mấy cái chậu này phải của em, của ông anh Hai, ông đầu bếp. Vô dù ông anh Hai. Ngồi yên đây. Cái gì? Ngồi yên đây, tôi vô tôi nói chuyện với ông anh Hai. Anh Hai, em đến đây em muốn gọi cháo. À, có. Cháo cá gì cũng có phải không? Không có cháo cá, cháo chín cá ngừ đại dương có, nhưng không có cháo cá. Em thích con ở ngoài. Cái là cá chưng bày để cho khách xem, không phải là cháo để ăn. Ủa, cháo này có không? Chung menu. Menu có rất là nhiều đúng rồi, phải cho chung menu, ngoài menu không có. À, ok. Ông được nha mọi người. Đúng rồi. Bao nhiêu cái khả năng dụ dỗ ông? Ông vô ông nói thẳng luôn. Trong menu không có bán ở bên ngoài. Thôi vậy thì anh ba cho em một tô đặc biệt đi. Dạ. Một tô đặc biệt là đầy đủ phải không anh? Một tô đặc biệt giá sinh viên 60k. Dạ ok, vậy cho em một tô đặc biệt nha. Nhớ cho em một ly trà cái gì cái gì nước gì hồi nãy nó gọi gì? Bông cúc đá. Ok, bông rồi, cúc đá. Ok, rồi được rồi anh. Ok, chờ 2 phút. Khi bưng cháo tới luôn rồi nè anh. Ủa, định làm thơ. Ủa, trời ơi. Đây đó. Lem. Đây mọi người ơi, cái tô cháo nha. Có trứng gà nha mọi người. Có cá viên phải không? Giò viên, heo viên. Heo viên. Dạ. Có gan. Có tôm. Ủa, bạch tuộc của anh đâu? Cái này là nãy anh kêu là tô cáo, tô cháo basic đúng không? Đặc biệt. Đặc biệt là 60 ngàn là basic đó. Còn là bạch tuộc nè, rồi hào nè, trứng cá người đại dương. Thì xíu nó cho anh một cái dĩa riêng phần đó. Còn cái này là một tô basic cho tất cả mọi người có thể dùng được thôi. Basic. À, anh tưởng đặc biệt là phải đưa vô hết tất cả mọi thứ chứ. Cái tên nó kỳ ha. Đặc biệt là phải nhiều thứ ở trong đó chứ. Thật ra là ban đầu có cái tô nhỏ nó phân biệt cho đặc biệt thôi, nhưng sau này những cái kia là nó bổ sung thêm đó. Bây giờ để em làm cho cái nước chấm nha. Có nước chấm này hả? Có nước chấm này, ăn nước chấm mới ngon anh. Có cái sa tế này cho vô. Rồi. Cái này cho tiền hay cho quản nha? Thật ra nó là một á, nhưng mà khác nhau cái tên thôi. Nhưng mà biết sao không? Nó xa nhà tôi quá. Giờ mỗi lần tôi ăn tô cháo tôi chạy lên quận 11 phát. Dạ. Mỗi lần ăn tô cháo chạy lên quận 11 ăn phát. Anh ở quận 3 đó. Lần sau ăn cứ nhắn với em thôi. Cháo sẽ tới giường anh luôn. Tiếp tận răng. Tiếp tận răng luôn. Dạ. Có hợp khẩu vị của anh không? Vừa. Nêm nếm vừa. Cái vị nó rất là ngon. Và đặc biệt là cái gọi là cái topping, những cái thứ mà bỏ vô đây nè. Đổi nó là, nó khá là được miệng. Thêm một cái là tôm với lại gan rất là tươi. Dạ. Đây là người anh quyền lực, bếp chính của anh Tường. Hello. Bây giờ đây là em bây giờ anh vô đây hả? Anh Tường sẽ
hướng dẫn cho anh Khang nấu một tô cháo quảng basic. Ok à. cơ bản rồi. Nấu tô cháo bào hương nha. Dạ ok đây. Trước khi vào á, Nguyên Khang quan sát cái, Nguyên Khang thấy ảnh có chuẩn bị ăn bào ngư nè. Bào ngư to chưa mọi người? À, ăn bào ngư rất là bổ luôn nha. Dạ bây giờ anh hướng dẫn em nào? Từng bước một đi ạ. Đúng không, rất đơn giản. Bây giờ bạn gấp ra anh ơi, cái này là cháo trắng hả anh? Cháo trắng mà mình đã có pha trộn với xương súp rồi, rất là ngọt. Là phải nấu bằng nước xương nó mới ngọt. Đúng rồi, nước xương. Là mình đứng mình phải quấy thường xuyên hả, để cho nó không cháy cháo đúng không? Đúng rồi. Như vậy là người ta ăn đến đâu thì mình mới nấu tới đó. Đúng rồi, một tô nấu một tô, dạ. 10 tô nấu 10 tô. Mình về một nồi như vậy là anh bán được bao nhiêu tô? Chưa biết được, vài chục tô. Đây này mình nêm nếm như này. Rồi ok. Thế là muối đường à? Muối đường mắm. Ngọt. Mắm. Thế là bắt đầu là mình sẽ bỏ nấm vào. Đây là nấm. Nấm muối. Bỏ vô. Thêm miếng cà rốt. Cà rốt. Rồi, bỏ cái trứng vô luôn. Rồi trứng rồi, trứng cho ngon. À. Có những người mà họ thích ăn trứng sống á thì mình sẽ để sau. Rồi đây. Rồi luôn. Trời ơi, bào ngư 4 con luôn. Bình thường là bào ngư vậy cũng 4 con đúng không? Bình thường 1 tô từ 3 đến 4 con. À. Mà hôm nay cho 4 con đi, đúng không? Còn con sẽ ăn 4 con đặc biệt. 1 tô bào ngư vậy là nhiêu tiền anh? 180k. Giá sinh viên 180.000, giá sinh viên nha quý vị. So với quận 1 ở so đây rẻ hơn. Đúng không? Mà giá em. Bình thường anh có ước tính là một ngày thì anh bán bao nhiêu tô cháo không anh? Không biết tính, lúc mà chưa có Covid xuất hiện rất đông. Covid xuất hiện người ta hơi vắng xíu. Hơi vắng. Chứ mà mình bán ship mà, có ship nữa đúng không? Đúng rồi, vẫn có ship. À, xong rồi ok, chơi trong vòng 1 phút 30 giây là xong. Rồi, quá nhanh luôn. À, mà đa số buổi chiều á thì nhân viên vào làm từ 5 giờ đến 1 giờ. Ban ngày này hơi vắng, ban ngày ít ít ăn cháo, nóng. Trời ơi, nồi cháo nghi ngút khói, cháo miếng hành. Miếng gừng vô. Đâu cần tàu. Cái này là taxi. Rồi, vậy là xong đúng không anh? Đơn giản như đang giỡn thôi, này nè. Rồi, vậy là rất là nhanh luôn. Rồi, xong một tô. Đúng rồi. Đây, mọi người. Đây là tô cháo. Cháo bào ngư. Bào ngư. À. Của ông Tường nấu cho Nguyên Khang, ngon chưa, hấp dẫn chưa? Cái này á là khi mà mình ăn á, mình vớt bào ngư lên trên cho mọi người thấy là tô bào ngư. Đây xin phép mình vớt lên chút cho mọi người thấy bào ngư nha. Đó, hấp dẫn. Hồi nãy là bếp chính, ở đây là anh Tường. Rồi. Anh Nguyên Khang theo dõi từ đầu tới cuối đúng không? Rồi. Bây giờ là thử thách cho anh Khang, đó là nấu lại một tô y chang vậy nhưng cháo bạch tuộc. Hay quá. Nếu như mà em nấu mà ngon thì là sẽ trở thành phụ tá cho anh, thành bếp phó. Thoải mái. Ok nha. Khoan, thử thách vậy này nha. À. Là nấu cháo bạch tuộc mà phải ra cháo bào ngư nha. Cháo bạch tuộc mà ra cháo bào ngư. Vậy bây giờ ông đem bốn con bào ngư vô đây, ông chạy cho ông sẵn vô trong tô cháo đi. Tôi chỉ trộn thôi nha. Thưa quý vị, bây giờ Nguyễn Khang sẽ tiến hành nấu cháo. Bây giờ đầu tiên là mở nắp ra, lấy miếng một muỗng cháo bên đây, múc vô đây. Lấy cái muỗng to, múc một muỗng, cái muỗng đó thì múc ba muỗng đó. Đó, muỗng này thì ba muỗng. Không, anh không cần chỉ đâu. Để cho em tự làm coi nó đúng hay không. Đó, mình bật lửa lên. Lửa vừa thôi. Nhiệm vụ của mình là khuấy cái cháo lên chút. Sau đó, nếm đi, nếm đi chưa chắc. Nếm đi. Nếm luôn hả? Nếm luôn. Lấy cái này đi nếm. Nếm này luôn hả? Đúng rồi. Rồi, bỏ vô, quẩy đều lên. Quẩy lên, rồi, bỏ bạch tuộc vào. Sau đó bỏ bạch tuộc vào, không bỏ nấm nữa. Bỏ nấm nữa đối với bạch tuộc. Đây, cái này có ăn nấm đúng không anh? Đúng rồi, cho hai cái gọng nấm, hai cái gọng nấm. Đó, cho một ít cà rốt. Cho một ít bạch tuộc vô. Hết luôn. Nhiều quá vậy, sao anh cho hào phóng vậy? Hết là một tô mà. À, ok. Rồi, xong. Quẩy cho đều đóng lại. Quẩy lại, đóng nắp lại. Đấy, quý vị coi được mà ổn mà thấy không? Cho nó không có bị khét cháo rồi. Nắm lại. Sau đó chuẩn bị lấy cái tô, múc ra. Đây. Rồi. Bây giờ Bỏ hành vô cái tô chứ. Bỏ hành vô cho nó chín. Rồi. Xong, tắt bếp. Mở nắp chưa khoan, mở nắp quậy coi. Quậy xem tình hình như nào. Tình hình là bạch tuộc chưa chín lắm. Đợi tí xíu. Tình hình là đậy nắp lại, uống lửa to lên. Đợi
gấp lại, không để nào nó văng á. Đúng rồi. Ok đấy, tắt. Rồi đổ ra xong. Hút ra. Ổn nha mọi người. À. Rồi topping nha. Để co nha. Đây. Đầu tiên cho một miếng gừng vào, cho một miếng hành ngò vào. Rồi để gọng gọng ra nhìn nó đẹp. Rồi, để gọng gọng ra. Rồi, yên tâm để co ông làm được. Rồi. Xíu nữa các bạn có thể lấy rồng rồng ra rồi. Sau đó các bạn cho một miếng hành phi vào. Rồi, tỏi, hành phi vào. Tiêu. Tiêu thì là để nghệ thuật các bạn phải rất nhiều. Ừ. Ra ngoài hết không vô tôm thế nào. Thịt với dầu mè vào cho nó thơm. Đấy, rồi ok, 1-2 giọt thôi. Rồi, xong. Buông ra. Bây giờ ra đây mình cùng nhau làm hội đồng giám khảo nha. Cái này thì là do anh làm rồi cho nên không khỏi cần phải nói tại vì nó ngon rồi. Bây giờ cái này là do em làm nên giờ anh mạnh tự thưởng thức đi. Anh thưởng thức cái món cháo bạch tuộc em làm có em nêm có vừa không? Em cũng thử của anh Khang nè. Thử bạch tuộc nè. Em phát hiện ra là hình như em cũng có năng khiếu nấu bếp đó anh Tường. Đúng rồi, ok đó. Dạ. Có nhanh đúng không? Có tiến bộ. Ngon á. Ổn không anh? Ổn không? Ổn á. Trời ơi. Dạ dạ 9-10 đó. Ủa cái gì ơi. Ngon má hú luôn cái gì. Được nha. Hồi trước anh có, anh lớn lên anh có định làm đầu bếp gì không? Không. Vậy không? Vận mệnh rung rủi anh lại nấu thì nấu nhà thôi chứ không phải gọi là đầu bếp gì hết. Nhưng mình nấu ở nhà mình bán quán thôi chứ không phải làm đầu bếp cho riêng ai hết. Ngoài món cháo này anh còn nấu món mấy món khác nữa đúng không? Nhiều thứ lắm, muốn nấu món gì nấu. Cái này gọi là biết sao không? Đam mê nuôi cá mà bị bắt bán cháo. Do ông hồi xưa làm ở Hồ Cát Kiển rồi ha? Không, đi làm nhiều nghề lắm. Làm ba cái sim số, ba cái xe cộ lung tung rồi. Dạ. Em cũng thích ăn cháo bào ngư lắm. Em nghe bảo là nó bổ lắm. Ngoài bán cháo á, anh có định kinh doanh thêm cái gì món ăn phụ không? Cho mấy cái món nào, ví dụ như hào sữa chiên trứng, hoặc là sả đen cô, không là tôm xào hay bạch tuộc xào hay là ngọc kê hay là bào ngư, đó nó có tất cả những món người xào ăn rất là sướng nhưng mà những quán nhậu không bao giờ có. Em hỏi thiệt là anh có ông em trai mà nổi tiếng vậy á, thì anh có cảm thấy tự hào không? Ông em trai này ông có kéo khách về cho quán nhiều không anh? Nói chung là tự hào chứ, thì một tay phát lo khách về phần cái khu vực này, cái khu vực này hơi vắng là bình dân. Cháo này cháo cao cấp cho nên là cũng nhờ phát một tay bia. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Ồ mà anh cũng hỏi luôn cái tên nha. Tại sao không phải là cậu Bỉnh Phát mà lại là cậu Bỉnh Quán? Trong cái tiếng Hoa đó, cái chữ quán nó thường hay đặt ở phía đằng sau. Giống như tủ lầu là quán rượu, còn cậu Bỉnh ở đây là gì? Là ba anh em đều có chữ lóc chữ Bỉnh hết. Liên Bỉnh Phát, Liên Bỉnh Khánh và Liên Bỉnh Tường. Nên là cái tên này Phát nghĩ là nó hợp lý. Cho nên là đặt cậu Bỉnh đó là quán của ba anh em. Quán cậu Bỉnh đó. Hay à, ok. Thật ra thì khi mà đến đây thì anh thấy có một cái vấn đề cũng muốn hỏi Phát luôn. Là anh thấy là đây là hai cái góc mặt tiền. Thì rất là thuận tiện để việc để xe máy. Nhưng mà ví dụ như mà có mấy khách người ta đi xe hơi thì giờ sao? Bây giờ anh đâu thấy có chỗ đậu xe đâu. Sau 8 giờ tối là xe đậu thoải mái ở bên trong. Đậu ở con đường này luôn hả? Con đường này luôn hoặc là bên hẻm bên kia. Đó. Nhưng mà ngoài cái giờ đó thì là phải vô bãi. Và bãi thì cách đây là khoảng tầm 20m. 20m bên này bãi luôn. Tức là đậu phía bên bãi này xong đi bộ tới đây. Dạ. Vậy cũng được. Chỉ là hơi khó khăn nếu mà trời mưa chút thì nó hơi bất tiện thôi. Với lại cũng bất tiện đó là tại vì đậu bãi thì tốn tiền. Xe hơi đậu thì anh biết rồi, một chiếc thường là khoảng tầm vài chục ngàn. 30 ngàn. Rồi giá 60, đậu xe hơi 30 ngàn. Không, nhưng mà người ta đi xe hơi rồi thì cái chuyện mà đậu trả tiền nó lại bình thường. Đối với họ không có vấn đề gì cả. Thật sự là khi mà ngồi ăn cái món cháo của em á, anh thấy ngon lắm. Thứ nhất là anh nghĩ với cái giá mà một tô đặc biệt, tức là đầy đủ những cái cơ bản như vậy mà 60 ngàn, theo anh á thì anh thấy là nó vừa túi tiền. Và thứ hai là vị cháo nó ngon. Chỉ có một cái anh tiếc thôi, nó xa quá. Lý do vì sao mà Phát lại quyết định nè mở quận 11? Ban đầu mấy anh em nói là nghĩ đó nha, món này là của người Hoa. Thì khi mà mở cái khu vực phòng quận 10, quận 11, quận 5, quận 6, đó là những cái quận mình khoanh vùng lại. Là nghĩ là nó sẽ gần gũi hơn và người ta sẽ dễ tiếp cận với người ta hơn. Đó là cái suy tính ban đầu thôi. Suy tính ban đầu của những người
em cũng ảnh hưởng rất là có nghĩa là sự quyết định của em nó cũng rất là lớn cho cái quán này. Và em là một người mới lên được kinh doanh nữa. Em ở quận mấy? Quận 7 mà qua quận 11. Thưa quý vị, quận 7 mà qua quận 11 nó xa lắm, chưa kể nó bị tắc đường. Có nghĩa là mỗi lần đi như vậy phải mất cả gần cả tiếng đồng hồ. 40 phút chưa kể đi về. Cho nên là đó là một cái sự bất lợi của mình. Nhưng ngược lại, Phát lại có một cái sự thuận lợi là có ông anh ông nấu cái món này ngon quá. Lý do vì sao mình lại chọn cái món cháo quảng? Tại vì cái món này á, nó là một cái câu chuyện cũng khá dài. Dài không? Viết thành tiểu thuyết không? Viết thành tiểu thuyết được. Thật ra là tại vì cái món này là ngày xưa ở dưới quê á, em là quê ở Kiên Giang, ở trong thị trấn Minh Lương á, một thị trấn cũng nhỏ thôi. Thì ngày xưa ba anh em gọi là lớn lên từ cái nồi cháo quảng. Là ba mẹ anh bán cháo ở Kiên Giang. Bán cháo ở dưới quê nhà từ năm 1989. Tức là khi mà em ra đời là đã thấy cái nồi cháo ở nhà rồi. Và lớn lên dần theo cái nồi cháo đó luôn. Là ngày xưa nhà ba mẹ chỉ kinh doanh cái món này thôi. Như vậy là cái món này là cái công thức của ba mẹ nghiên cứu hay là ba mẹ được thừa hưởng từ ông bà? Thật ra là ba mẹ đi ăn và tự về nghiên cứu, chứ ông bà không có bán món này từ cái thời ba mẹ luôn. Hay quá nhờ. Là F1 đó. Như vậy là có thể nói là cái món này là công thức, cái vị nêm nếm, cái bí quyết là của gia đình luôn. Của gia đình. Và sau đó là truyền lại cho ba anh em. Ba anh em lớn lên ở nhà thì cũng bán cái quán cũng nhỏ nhỏ thôi. Và cái quán ở nhà cũng không có đặt tên là tên gì hết á. Chỉ để cái bảng là cháo quảng thôi. Cái thị trấn nó cũng nhỏ. Và đến nỗi mà khi mà đi ra đường á, người ta không cần nhớ thằng này tên gì, ông kia tên gì. Ví dụ như ba em á thì ra đường người ta kêu là ông cháo quảng. Còn thằng này đó, thằng cháo quảng con. Có nghĩa là cái quán nó nổi tiếng trong cái thị trấn nhỏ và nó nổi tiếng. Có một mình quán nhà của em bán cái món này thôi. Người ta ăn riết người ta quen á. Và người ta đi tới đâu người ta cũng quay về đó người ta ăn. Quán bán 20 mấy năm. Wow. Ba anh em từ lúc nhỏ lớn lên thì là đâu có thuê người ta nhân viên làm đâu, quán gia đình mà. Ông anh thì ổng phụ tiếp làm thịt nè, ông ở giữa thì lại là làm rau tiếp, rồi em thì chạy bàn, rồi làm trà đá, tất cả mọi thứ. Nói chung là quán đúng hộ kinh doanh gia đình luôn. Cho tới khi mà ba anh em lớn lên rồi, lên trên này lập nghiệp, không có ai theo nghề hết, không có ai nói nghiệp kiểu tại thiệt vì luôn hả? Sợ quá. Tại vì ăn nhiều quá cho nên là không muốn làm hay sao? Tại vì cực quá. Cực quá hả? Cực quá, tại vì ngày xưa làm đâu phải như kinh doanh như bây giờ. Em thấy là có nhiều rất là thoải mái, giống như anh chủ một hệ thống nhà hàng quá sướng. Chỉ cần đứng đó, chỉ đạo là lít. Ê, không sướng đâu nha, cực lắm đó. Cho nên là khi mà ba anh em lớn lên thấy cái cảnh là ba mẹ ngày xưa cũng cực quá. Làm quán ăn mà anh cũng biết mà, trời ơi, cực từ cái khâu chuẩn bị rồi từ cái khâu mà chế biến cái thứ. Nó dùng nguyên một ngày quần quật. Mà bán ngày xưa lúc mà bán đông á, là kêu dòng họ họ hàng lại là chạy bàn tiếp. Mấy ngày Tết, mấy ngày lễ á, là đâu có đi chơi đâu. Ba anh em ngày xưa Tết lễ đâu đi chơi đâu, cứ ở nhà là chạy bàn làm từ nhỏ tới lớn luôn. Khi mà ba mẹ cũng lớn tuổi á thì thấy là cũng cho ba mẹ nghỉ đi, tại vì bán cũng lâu quá rồi. Thì là hồi năm ngoái bắt đầu anh em thấy cái câu chuyện của nhà em nó là gì, là có ba anh em trai, ba anh em cách nhau 4 tuổi hết. Nhưng mà không hiểu làm sao ba anh em cũng ít khi nào gặp nhau, cũng ít nói chuyện hả, ít khi nào ngồi nói chuyện như vậy nè. Nhưng mà rất là yêu thương nhau. Chỉ cần nhấc điện thoại lên một cái là người kia có mặt. Hoặc là thiếu tiền cái là người kia bắn vô tài khoản. Nhưng mà không có khi nào mà ngồi với nhau được 30 phút mà trò chuyện với nhau như vậy. Đôi khi cái chuyện đó một ngày hai ngày nó không sao. Nó diễn ra từ tháng này qua tháng nọ riết cả. Cái mối quan hệ đó em thấy nó không có gần. Nhưng mỗi người làm một nghề, không liên quan ai, không liên quan ai hết. Đôi khi Tết một năm có gặp nhau được có một lần, hai lần. Tức là cùng nhau về quê hoặc là tụ tập lại nhà một người nào đó gặp nhau được vậy thôi. Năm ngoái mới thấy là thôi thay vì bây giờ mình cùng nhau mình làm chung một cái gì đó. Tại vì chung công việc là sẽ có cơ hội gặp nhau rất là nhiều. Hay quá. Mở một cái quán kỷ niệm của ba mẹ ngày xưa. Là hồi năm ngoái là ngay ngày sinh nhật của em là 25 tháng 11. Ấp ủ trước đó khoảng tầm mấy tháng trời thôi. Phân công ra ok rồi, hai ông anh sẽ là lo cái khâu là đi tìm mặt bằng cái thứ nha. Còn Phát thì là Phát sẽ ví dụ như lên cái idea về concept, cái quán màu sắc như thế nào, trang trí thì coi làm sao. Rồi ông anh sẽ đi tham khảo về giá cả các thứ, nói chung là ba anh em sẽ cùng nhau làm. Và có được cái quán kỷ niệm giống vậy. Đó là bây giờ thì anh hai là anh đầu bếp này. Anh hai là anh ba. Là anh ba có nấu không? Anh ba có. Hai người anh đó là sẽ là bếp chính, là thay phiên nấu với nhau. Còn em là lo vòng ngoài. Thì cũng may có cái quán này nè, bây giờ là anh em gặp nhau thường xuyên lắm. Cứ thỉnh thoảng là qua đây anh em cứ tụ họp để có cái điều gì gặp nhau. Thật sự là khi giờ khi ngồi ăn thì anh hơi thắc mắc một chút là tại sao cái quán của mình nằm ở vị trí đẹp như vậy nhưng mà em lại không cách âm.
Tại vì rõ ràng nằm ở cái vị trí mặt tiền như vậy á, thì sẽ rất là ồn. Lưu lượng xe qua rất là đông. Lợi là người ta thấy mình nha. Nhưng mà âm thanh rất ồn sẽ dẫn đến cái cảm xúc của khách ăn cháo. Ban đầu là tụi em thuê cái mặt bằng này á, là vì nó có hai tầng, tầng dưới và tầng trên. Và em cũng đã đưa ra cái concept nó rõ ràng. Ở trên đó là sẽ là kiến và máy lạnh. Ở dưới này sẽ là không gian mở và quạt gió, và để cho khách họ có nhiều người, cái nhu cầu của khách khác nhau. Tuy nhiên thì ở thời điểm này thì tụi em cũng chỉ đang khai thác ở phía dưới này thôi. Việc một diễn viên mà bây giờ mình làm thêm cái công việc tay trái là mình đi kinh doanh bán cháo, thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến cái con đường mà mình đang hoạt động hay không? Thứ nhất là về quỹ thời gian, và cái thứ hai là cái thu nhập của mình khi mà mình phải đóng góp vào cho quán cũng như là lo hết những vấn đề về kinh tế. Quay lại về cái vấn đề là quy mô thôi. Cái quán này thứ nhất tụi em xác định là đây không phải là cái nguồn kinh tế chính, tại vì mỗi người cũng đang hoạt động công việc của mình riêng rồi. Đúng là thời gian đầu mình cũng phải bỏ tiền cho nó, nhưng mà cái số tiền nó không nhiều, không có quá nhiều đến nỗi mình phải nó ảnh hưởng tới công việc của mình. Dù là mình cũng bỏ tiền cho nó đó, chứ mình cũng chưa có thu gì nó nhiều đâu. Nghe em kể là em chẳng có khó khăn gì hết khi mà em mở cái quán này à? Giai đoạn đầu đâu, nghĩa là mình một cái người mình cũng không có kinh nghiệm về kinh doanh, mấy anh em cũng tự làm hết, cũng không có thuê người có kinh nghiệm, cũng không có thuê đầu bếp hay không có thuê bất cứ một cái bộ phận nhân sự nào hết. Thì ba anh em tự làm đi, cho nên là nó chưa có được như là một cái quy mô quy chuẩn của một cái kinh doanh nhà hàng. Em có dự tính là sẽ đưa cái mô hình của mình đi vào trong trung tâm với những cái vị trí nó tốt hơn. Nếu mà cái mô hình này nó chạy ổn định thì cũng sẽ có cái ý định là tiến vào trung tâm. Đang có ý định nhân nhóm đó. Cho anh hỏi cái câu này hơi tế nhị chút nha. Với việc mình không bỏ vốn nhiều như vậy, khách cũng đến cũng khá là ổn. Như vậy thì thật sự mình có lời nhiều không? Hay là chỉ ở mức huề vốn? Tại vì như em hồi nãy em chia sẻ là mục đích là nơi này chỉ để gặp gỡ và ba anh em có chỗ để làm với nhau thôi. Thật ra anh thấy cái giá thành một tô á, là tô nhỏ 40, tô lớn 60. Mà những cái thành phần bên trong nó là những cái món thịt sống, là cần tim gan heo, rồi heo viên, rồi có cả hải sản nữa. Những cái món này thì nó không phải là món rẻ tiền, có nghĩa là mình lấy những cái món nó cũng chất lượng là thứ nhất. Thứ hai nữa là do cái đặc thù của cái món ăn á, là mình phải bán thịt tươi, thịt sống, cho nên lấy ngày nào là phải bán hết ngày đó. Đúng rồi, anh biết mà. Còn bán không hết thì mình phải tiêu thụ ở nhà, phải tự tiêu thụ với nhau. Bù qua bù lại thì cái chuyện đó nó cũng vô hết trơn à. Vậy cuối cùng là không lời nhiều, nói chung là nó đủ để mà mình... Anh hỏi vậy là biết sao không? Tại vì hồi nãy Phát có nói với anh là sẽ đưa cái món này vô trung tâm, mà muốn đưa vô trung tâm là phải chuẩn bị sẵn tài chính. Đức có nghĩa là mình phải bán lời mình mới nghĩ đến chuyện đưa đi vô. Ở đây thì ok, với cái mặt bằng nó cũng không quá nhiều, cái lương mà của nhân viên cũng không nhiều, nói chung là chi phí nó cũng không phải là quá cao, thì khu vực này mình đang trụ được, mình chỉ cần tèn như thôi. Nhưng khi mà đã bơi ra biển lớn rồi thì chắc chắn mình không phải là một cái thuyền thúng nữa, mình phải là một cái thuyền bự hơn, thì lúc đó mình phải chuẩn bị cái gì, cho nên là anh em cũng phải cân nhắc rất kỹ. Thế còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ là người nấu món này rất là ngon và nổi tiếng ở dưới quê, sao không đón ba mẹ lên đây mới mà bán luôn với mình để tiện phụng dưỡng ba mẹ? Dạ, thật ra là ba của em thì là đã đi xuất gia rồi, là quy y cửa Phật cũng khá lâu, 6-7 năm trước rồi đó, cho nên mẹ bây giờ là ở chung với em thôi. Để em mang mẹ lên đây phụng dưỡng. Mẹ là ông ở đây. Dạ, ở dưới quê thì có một cái giống như cái cốc nhỏ nhỏ vậy đó, cho bây giờ gọi là thầy luôn rồi, thầy tu dưỡng tu tâm rồi đó. Vậy đi, mẹ là năm nay bao nhiêu tuổi? Ngoài 60, tức là mẹ vẫn có thể kiểm soát được cái chất lượng của cái món ăn đúng không? Em có tính là sẽ mở thêm một cái quán nữa mà mẹ sẽ là người kiểm soát chất lượng đó. Mẹ đang đề xuất vậy luôn á. Và mẹ không phải nấu, mình sẽ có một cái người bếp, và mẹ sẽ là người kiểm tra xem cái người bếp đó người ta nấu nêm nếm như thế nào. Mẹ kêu sao biết không? Nó bây giờ á, tại vì em làm ở quận 7, gần đây là ông anh ở bên quận 11 là gần đây. Thì mẹ nói nè, bây giờ cái quán bên kia sao á, mày cho thằng lớn nó quản lý đi. Bây giờ mày mở cái quán gần đây để tao đứng ra tao làm cho. Đó. Còn máu lắm. Rồi mặc dù á là sức khỏe của mẹ bây giờ biết là người lớn tuổi càng ngày càng yếu, mà mẹ còn có bệnh huyết áp nữa, cho nên là em đâu cho mẹ làm gì đâu. Em cũng là cái người đề xuất kêu ba mẹ dưới nghỉ bán mà. Nhưng mà kiểu thấy kiểu nóng lòng. Món này hồi xưa đã bán mấy chục năm rồi, giờ mày mở ra đứng cho coi. Đúng rồi, tại vì thường á người lớn tuổi á họ rất là thích vận động, thích làm một cái điều gì đó. Tại nếu như mà họ ngồi không á thì họ cảm thấy rất là chán. Và khi mà họ chán á họ rất là dễ bị sinh bệnh, gọi là tâm bệnh. Hôm nay nhân cái câu chuyện này, không biết là em có muốn gửi một cái lời tri ân nào đó đến ai hay không? Trước tiên chắc chắn là
cho ba và cho mẹ, hay bây giờ còn gọi là thầy và mẹ đó. Đó là những cái người mà đã mà từ cái nồi cháo này cho ra được ba người con trai như bây giờ. Thứ hai nữa là Phát nghĩ là một mình Phát không làm được chuyện này. Chắc chắn là có anh, hai người anh của mình. Đó là ông anh hai là với là ông anh ba. Hai người đó là Phát nghĩ là luôn gắn kết với Phát ở trong ít nhất là ở cái quán cháo này. Sau này thì không biết nó sẽ còn những cái gì hay không. Cảm ơn Phát rất là nhiều và hy vọng anh sẽ có cơ hội đến thăm quán Cầu Bỉnh. Cầu Bỉnh quán sớm ở trong một cái quận nào đó ngay trung tâm. Version trung tâm. Version trung tâm. Dưới máy lạnh, nhạt nhẹ nhẹ để ăn khuya còn khi lạnh. Mà đi làm về muộn đúng không ạ? Cảm ơn Phát rất là nhiều. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, ai cũng có những câu chuyện của riêng mình. Với Cậu Bỉnh, đó là câu chuyện từ nồi cháo của thầy và mẹ đã nuôi dưỡng ba anh em lớn khôn. Và đây cũng là cách để ba anh em có thể kết nối lại với nhau, trò chuyện nhiều hơn, gắn kết nhiều hơn. Và chúng tôi nghĩ rằng với câu chuyện ngày hôm nay, đó là sự gắn kết, sự yêu thương của ba người anh em trai trong một gia đình. Và hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Liên Bình Tát nhiều hơn bằng cách ghé đến quán của Cậu Bỉnh nằm ở quận 11 đường Bình Thới, 186 Bình Thới. 186 Bình Thới, quận 11 quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Tôi là Nguyên Khang, từ quán lạ thành quen với câu chuyện của những nghệ sĩ và những quán ăn của họ. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.